David Bernavides, quái vật Mexico, nhà vô địch bất bại của hạng siêu trung. David Bernavides hiện là một trong những võ sĩ trẻ thú vị nhất của làng quyền Anh. Anh hiện đang là nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử của hạng siêu trung. Tính cho tới thời điểm hiện tại, Bernavides đang có cho mình chuỗi thành tích bất bại, bao gồm 26 trận thắng và có tới 23 chiến thắng bằng knockout. Bây giờ, hãy cùng Trần Hùng đây tìm hiểu về người được Mike Tyson ca tụng là quái vật Mexico nhé. David Bernavides là tay đấm người Mỹ gốc Mexico, sinh ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, nơi có đội bóng rổ Phoenix Sun nổi tiếng, với cha mẹ là Jose Bernavides và Michelle Bernavides. Cha của anh, ông Jose Bernavides, là một huấn luyện viên quyền Anh có tiếng tại địa phương và cũng chính ông là người có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp quyền Anh của David Bernavides sau này. Khác với những đứa trẻ khác, tuổi thơ của David gắn liền với quãng thời gian cùng bố và anh trai tập luyện quyền Anh trong phòng tập. Trong khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa ngoài sân, David lại ở trong phòng mài giũa kỹ năng của mình với những cú jab và hook cùng bố và anh trai. Anh được huấn luyện theo một chương trình đặc biệt để biến anh trở thành một nhà vô địch trong tương lai. Tính đến năm 15 tuổi, trong khi những người bạn cùng lớp đang theo đuổi các cô gái và những bữa tiệc thâu đêm, David đã đi khắp nước Mỹ để sparring với những tay đấm đẳng cấp thế giới như Gennady Golovkin, Kelly Public, Peter Kid Chocolate Quelin hay là Dave Power Coyote. Tài năng thiên bẩm của anh đã không ít lần khiến những tay đấm đẳng cấp phải trầm trồ. Họ đều cho rằng sớm thôi, anh sẽ trở thành một nhà vô địch thế giới. Năm 16 tuổi, David đã trở thành nỗi khiếp sợ với bất cứ tay đấm nào muốn chạm trán với anh. Với chiều cao lên tới 1m88 cùng với sức mạnh thể chất tuyệt vời, anh lần lượt thống trị tất cả các giải đấu nghiệp dư địa phương và đã sẵn sàng tiến lên chuyên nghiệp. Sau tất cả, một David Bernavides ở độ tuổi 16 và cha của anh, Jose Bernavides, đã đưa ra quyết định sẽ bước vào hành trình thi đấu chuyên nghiệp và chinh phục những danh hiệu cao quý. David chính thức ra mắt chuyên nghiệp tại nhà thi đấu Rocky Point, Mexico tháng 8 năm 2013. Ngay lập tức, David đã khiến cho người hâm mộ và giới chuyên môn phải nhớ tới mình khi có một pha knockout đẳng cấp trước tay đấm đồng hương người Mexico, Erasmo Mendoza ngay hiệp đấu đầu tiên, báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thách thức ngai vàng hạng siêu trung. Năm 2015, David ký hợp đồng với công ty Samson Boxing và tiếp tục chuỗi thắng của mình, nâng tổng thành tích chuyên nghiệp của anh lên 15 chiến thắng và không thất bại, một thành tích quá khủng khiếp với một tay đấm trẻ. Cuối năm 2015 đầu 2016, chứng kiến sự vươn lên của Bernavides trên bảng xếp hạng boxing thế giới với 5 chiến thắng liên tiếp bằng knockout, bao gồm chiến thắng trước tay đấm bất khả chiến bại Francis Ngannou khi đó và các tay đấm kỳ cựu như Rogelio Medina cũng như Dennis Dolgin. Trở thành nhà vô địch. Tháng 8 năm 2017, năm 20 tuổi, Bernavides trở thành nhà vô địch hạng siêu trung trẻ nhất trong lịch sử khi mới 20 tuổi sau khi đánh bại Ronald Garvin thông qua quyết định của trọng tài. Trong trận đấu, thể chất tuyệt vời của Bernavides đã giúp anh đứng dậy sau một cú knockout của Ronald Garvin ở vòng đấu cuối cùng và rồi trở lại mạnh mẽ để kết thúc trận đấu. Trận đấu của Bernavides trước Ronald Garvin đã được Hiệp hội Boxing Thế giới vinh danh là trận đấu của năm. Sau đó một thời gian, David có trận tái đấu với Ronald nhưng lần này, anh đã có một chiến thắng dễ dàng khi nhanh chóng hạ gục Ronald Garvin và thành công bảo vệ đai vô địch của mình. Tuy nhiên ngay sau trận đấu đó, David Bernavides bị kiểm tra doping và dương tính với benzoglycolin, một chất kích thích bị cấm trong thể thao. Anh bị đình chỉ 6 tháng và bị WBC thu hồi lại danh hiệu. David Bernavides có sự trở lại vào tháng 5 năm 2019 trong khuôn khổ sự kiện boxing Errol Spence vs Mikey Garcia của Fox Sports. David đã có màn trở lại đầy kiêu hãnh khi hạ gục đối thủ của mình là tay đấm người Mỹ Jalon Love bằng một pha knockout lạnh lùng ngay hiệp đấu thứ hai. Chiến thắng này đã giúp anh có được cơ hội để đối đầu nhà cựu vương Anthony Dirrell, người đã giành được đai vô địch WBC hạng siêu trung khi Bernavides vắng mặt vì bị đình chỉ. Trận tranh đai diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ và giới chuyên môn trên toàn thế giới. Dù nhiều người cho rằng Dirrell sẽ dễ dàng đánh bại một Bernavides chỉ vừa mới trở lại và chưa có được cảm giác chiến thắng, David đã chứng minh điều ngược lại. Anh hoàn toàn áp đảo Dirrell và cho mọi người thấy ai mới là nhà vô địch đích thực. Cuối cùng, Bernavides hạ gục Dirrell bằng một pha knockout tại hiệp 9 và chính thức giành lại ngôi vương. Chia sẻ sau trận đấu, Bernavides cho biết: "Có rất nhiều cảm xúc ập đến với tôi ngay lúc này. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại, dù rất khó khăn, nhưng tôi đã luôn ước mơ được trở thành nhà vô địch. Tôi đã giành được nó một lần và lại giành được nó lần nữa. Cảm ơn những người đã theo dõi và ủng hộ tôi vì tất cả mọi thứ." Bernavides thực hiện lần bảo vệ danh hiệu đầu tiên sau lần trở lại ngai vàng của mình trước tay đấm mới nổi Ramer Alexis Angulo thứ Bảy ngày 15 tháng 8 trong sự kiện của Showtime. Tuy nhiên, trong ngày cân chính thức, Bernavides đã không đạt được cân nặng yêu cầu là 168 pound, anh đạt 170,8 pound và buộc phải từ bỏ danh hiệu của mình. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn cản được anh có một trận đấu hủy diệt trước một Angulo quá non nớt về mặt kinh nghiệm. Bernavides dễ dàng hạ đo ván đối thủ sau khi tung ra những combo đầy sức nặng, hủy diệt hoàn toàn lớp phòng ngự của tay đấm người Colombia. "Đó là một sai lầm của tôi," Bernavides nói về việc thừa cân.
mọi người có thể nói những gì họ muốn. Tôi đã ở trong phòng tập thể dục mỗi ngày. Chỉ vì tôi lỡ thừa cân một lần trong 8 năm thi đấu chuyên nghiệp, không có nghĩa là tôi sẽ thừa cân hàng ngàn lần khác nữa. Tôi đã vô cùng chăm chỉ. Tôi tập luyện chăm chỉ như bất kỳ một tay đấm nào khác. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ lỡ cân nặng. Tôi đã bị phạt rất nhiều tiền. Tôi đã mất danh hiệu. Thế nhưng công việc của tôi là chiến thắng trong các trận đấu. Tôi vẫn còn phải đối mặt với nhiều tay đấm khác nữa. Mục tiêu chính của tôi là giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu tiếp theo. Hành trình trở lại ngai vàng. Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Benavidez đã có một pha TKO ở hiệp thứ 10 trước một tay đấm kỳ cựu Ronan Ellis trong trận đấu loại để tranh đại hạng siêu trùng của WBC diễn ra tại nhà thi đấu Morgan Sun Arena tại bang Connecticut. Tôi đánh giá màn trình diễn của mình khá tốt, nhưng tôi biết mình có thể làm tốt hơn. Benavidez, người đã mở rộng thành tích hoàn hảo của mình lên 24-0, cho biết Ronan Ellis là một đối thủ khó nhằn. Tôi chỉ hy vọng người hâm mộ thích những gì họ đã thấy. Anh ta là một người cứng rắn. Nó muộn hơn một chút so với mong muốn của tôi, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là người giành chiến thắng. Tôi muốn tất cả những võ sĩ mạnh, Benavidez nói thêm. Tôi đang nói thay cho người hâm mộ. Họ rất muốn thấy tôi trên sàn đấu cùng với tất cả các ông lớn. Tôi thích cảm giác đánh bại mọi người. Vì vậy việc tôi có cuộc so tài với bất kỳ tên tuổi lớn nào sẽ làm cuộc chiến tuyệt vời. Tôi muốn Jermall Charlo, Canelo Alvarez, Caleb Plant, tất cả những người họ. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, Benavidez trở về quê hương Arizona để đối đầu với cựu vô địch thế giới David Lemieux tại quê nhà Gila River Arena tại Glendale. Một lần nữa, Benavidez đã không làm khán giả quê nhà thất vọng. Anh giành chiến thắng bằng một pha TKO trước Lemieux để đoạt lấy danh hiệu vô địch thế giới WBC tạm thời. Mike Tyson đã đặt tên cho tôi là quái vật Mexico, bạn nghĩ tôi sẽ làm gì? Benavidez nói sau trận chiến. Tôi chỉ cảm thấy như mình là người mạnh nhất ở hạng cân của mình, không ai có thể gây ra rắc rối cho tôi. Trận đấu tiềm năng với Saúl Canelo Alvarez. David Benavidez đã nhiều lần đánh tiếng muốn được đối đầu với Canelo Alvarez, nhà vô địch tuyệt đối của hạng siêu trung. Canelo Alvarez không phải là một cái tên xa lạ với người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh được xem là một trong những nhà vô địch xuất sắc nhất trong làng boxing hiện tại. Nổi tiếng với khả năng tạo ra những chuỗi đòn điều luyện, dễ dàng lấn áp đối phương và sau đó là KO. Canelo là một ví dụ hoàn hảo cho câu nói, không bao giờ được phép đánh giá thấp khả năng đôi công của những tay đấm Mexico. 58 chiến thắng, 39 phá knockout và chỉ 2 thất bại, chừng đó là đủ để nói lên sức mạnh tuyệt đối của tay đấm người Mexico. Đối mặt với những lời khiêu khích của David Benavidez, Canelo Alvarez chỉ thản nhiên đáp lại trong một cuộc phỏng vấn khi được phóng viên hỏi: "Tôi không trốn tránh ai cả, nhưng anh chàng đó mang lại điều gì cho tôi? Các bạn hãy kể tên một nhà vô địch mà hắn ta đã đấu và giành chiến thắng, bao nhiêu? Tôi thực sự không quan tâm. Những kẻ ghét thì vẫn sẽ luôn ghét tôi. Những gì tôi biết là tôi đã đánh bại võ sĩ số 1 ở hạng cân 168 pound. Đó là những Callum Smith, Billy Joe Saunders và Caleb Plant. Tôi đã đánh bại tất cả những người giỏi nhất và tất cả họ đều đang bất khả chiến bại. Tôi đã đánh bại tất cả những người giỏi nhất và giờ đây có người nói rằng tôi cần phải chiến đấu với hắn. Họ nói Canelo sợ hắn ta, nhưng tôi chẳng sợ ai cả. Nếu xét một cách công bằng, Canelo Alvarez đã đạt đến đỉnh cao của quyền Anh mà đến sau này không phải ai cũng có thể làm được. Với danh tiếng của mình, anh không nhất thiết phải tham gia một trận đấu không mang lại quá nhiều lợi ích cho mình, dù về mặt tiếng tăm hay danh hiệu. Nhưng dù sao, người hâm mộ cũng rất hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy quái vật Mexico đối đầu với nhà vô địch tuyệt đối Canelo Alvarez. Chắc chắn đây sẽ làm trận đấu vô cùng hay và hấp dẫn. Cuộc chiến vì danh dự với Caleb Plant. Sắp tới đây, David Benavidez sẽ có cuộc đối đầu với Caleb Plant, tay đấm và là cựu vương của IBF hạng siêu trung. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là một trận đấu quyền Anh mà còn là trận đấu vì danh dự, bởi trước khi trận đấu này diễn ra, Caleb Plant đã có mâu thuẫn với hai anh em nhà David Benavidez trong một lần gặp nhau ở phòng tập. Caleb Plant nói: "Tôi biết anh ta sẽ không thể làm gì được tôi vì khi tôi tát vào mặt của Jose trong phòng tập thể dục. Bạn đoán xem David sẽ làm gì khi tôi tát vào mặt anh trai của hắn như vậy? Không gì cả. Hắn chỉ đứng đó và nhìn tôi như một con lợn to béo đần độn. Và Jose Benavidez cũng không làm gì cả, chỉ đứng đó và nhìn tôi. Rồi ngày hôm sau, những người quản lý của phòng tập đã bắt bọn chúng đến xin lỗi tôi và nói rằng họ xin lỗi vì đã hành động như những kẻ ngu ngốc. Thật ngớ ngẩn. Dù không biết thật hư sự thật là như thế nào, nhưng thông qua một video do người chứng kiến ghi lại có thể thấy những lời của Caleb Plant không hoàn toàn đúng khi hai anh em nhà Benavidez đã suýt lao vào ăn thua với Caleb. Dù sao, trước những lời thách thức đó, mâu thuẫn giữa Caleb Plant và hai anh em nhà Benavidez càng lớn hơn. Benavidez và Caleb Plant liên tục có những lời nói công kích lẫn nhau trên mạng xã hội. Với những diễn biến căng thẳng hiện tại, người hâm mộ chắc chắn có thể mong chờ vào một trận đấu thực sự gay cấn khi cả hai tay đấm sẽ ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Theo bạn, ai sẽ là người giành được chiến thắng trong trận đấu sau găng tới đây? Hãy để lại ý kiến ở phần comment để Trần Hùng đây biết nhé. Và sau đây sẽ là một số sự thật thú vị về quái vật Mexico David Benavidez. David Benavidez là một con nhà nòi về boxing khi bố anh là một huấn luyện viên quyền Anh chuyên nghiệp
và anh trai cũng là một tay đấm có tiếng. David Benavides từng gặp vấn đề về cân nặng khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, anh nặng tới 113kg. Nhưng sau đó, Benavides đã giảm cân thành công. David Benavides bắt đầu tập luyện từ năm 3 tuổi dưới sự chỉ dẫn của người bố của mình. David Benavides không tham gia thi đấu boxing nghiệp dư quá nhiều khi anh chỉ có 15 trận nghiệp dư. Cha anh tin rằng anh sẽ có nhiều thói quen xấu khi thi đấu nghiệp dư vì những điều luật trong boxing nghiệp dư. David Benavides ước lượng sở hữu khối tài sản lên tới 8 triệu đô la Mỹ. Anh sở hữu nhiều siêu xe khủng cũng như bất động sản đắt giá. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về David Benavides, quái vật Mexico. Nếu bạn thấy những thông tin về David Benavides thú vị thì đừng quên ấn like, subscribe để có thể xem nhiều video về những võ sĩ mà bạn yêu thích. Và bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo của Trần Hùng đây.